tiền anh mới suy tư mình anh về hạnh phúc của hai đứa mình. Sự thật là sao chẳng giống như xưa lúc vừa bắt đầu, ngọt ngào những niềm vui viết cho em chẳng phải những nốt buồn sống như bây giờ. Từng giờ trôi nhanh quá với em phải không, nhưng trong anh là cả vấn đề. Bởi chẳng một giây nào khiến anh thôi không ngừng nhớ về một người đã cho anh biết yêu là như thế, đã cầm tay cùng bước qua bao nắng nề. Nhưng sao anh vẫn thấy trước mắt lo sợ, vì em chẳng biết đắng cay anh đã chịu đựng bao nhiêu. Vì anh chẳng nói ra chỉ thêm tranh lòng tin yêu. Vì anh nhận thấy một điều, đôi thay chẳng cần ta phải lên tiếng, hãy tự cảm nhận những điều muốn nói từ nhau. Từng giờ trôi nhanh quá với em phải không, nhưng trong anh là cả vấn đề. Bởi chẳng một giây nào khiến anh thôi không ngừng nhớ về một người đã cho anh biết yêu là như thế, đã cầm tay cùng bước qua bao nắng nề. Nhưng sao anh vẫn thấy trước mắt lo sợ, vì em chẳng biết đắng cay anh đã chịu đựng bao nhiêu. Vì anh chẳng nói ra chỉ thêm tranh lòng tin yêu. Vì anh nhận thấy một điều, đôi thay chẳng cần ta phải lên tiếng, hãy tự cảm nhận những điều